Lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ tư mùa vọng, ngày 23 tháng 12 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày cuối cùng trong tứ tuần tĩnh tâm mùa vọng. Chúng ta bắt đầu ngày thứ nhất vào Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2020, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm B, và kết thúc ngày hôm nay thứ tư 23 tháng 12 năm 2020, vừa tròn 25 ngày. Ngày mai là ngày thứ năm 24 tháng 12, chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em lời Chúa lễ đêm Giáng sinh. Và ngày thứ sáu, ngày 25 tháng 12 là thánh lễ ban ngày, lễ Giáng sinh. Tạ ơn Chúa cho anh chị em mình có được 25 ngày để tĩnh tâm mùa vọng. 25 ngày, một cuộc đại tĩnh tâm. Có lẽ từ xưa đến giờ, anh chị em chưa bao giờ tham dự lâu như thế. Có người nói với tôi, có cha, năm ngoái còn làm tới 30 ngày. À, vâng, nếu mà anh chị em năm ngoái đến Sydney, ở bên Australia, bên nước Úc, từ ngày 13 tháng 12 năm 2019 cho đến 13 tháng Giêng năm 2020, mà tham dự trọn vẹn đúng 30 ngày với tinh thần gọi là tĩnh tâm thì đúng là tĩnh tâm. Nhưng mà đó là tĩnh tâm mùa vọng, rồi qua mùa Giáng sinh, rồi qua mùa thường niên luôn. Thưa anh chị em, còn mà tĩnh tâm đúng nghĩa của mùa vọng, từ ngày đầu tiên của mùa vọng cho đến ngày cuối cùng là ngày 23 tháng 12 như năm nay, thì đúng là 25 ngày đại tĩnh tâm mùa vọng. Có lẽ đầu tiên và biết đâu cũng là duy nhất trong cuộc đời của mọi người. Vì nhờ virus corona mà chúng ta có điều kiện tĩnh tâm được như vậy. Chúng ta cũng không có mong là thưa cha sang năm cầu cho nó có virus corona gì đó để mình cũng tĩnh tâm nữa. Chắc chắn là chúng ta không bao giờ nghĩ như vậy và xin như vậy. Nhưng cái điều quan trọng là mình thích nghi được với hoàn cảnh, thích ứng được với tình thế. Người ta nói rằng là thời thế tạo anh hùng. Cái thời thế nó tạo nên anh hùng, nhưng mà người mà mạnh hơn là anh hùng tạo nên thời thế. Còn chúng ta thì gặp thời thế, thế thời phải thế. Bây giờ ở nhà không biết làm cái gì thì mình là anh hùng, phải tạo nên một cái thời thế là chúng ta dựng nên, chúng ta tổ chức tĩnh tâm tại gia, tổ chức tĩnh tâm không những là tĩnh tâm thường mà còn là đại tĩnh tâm, tứ tuần tĩnh tâm mùa vọng nữa. Để ngày hôm nay, ngày kết thúc, chúng ta nhìn lại và chỉ biết Hallelujah, tạ ơn Chúa. Sao ở đây anh chị em nào tham dự được trọn vẹn đúng 25 ngày? Sao chị Loan, anh Dư, được bao nhiêu ngày? Chị Hà với lại anh Sung bao nhiêu ngày, anh Vóc với chị Liễu bao nhiêu ngày, rồi bà Diệp được bao nhiêu ngày, anh Vũ với lại chị gì vợ Tân Tòng được bao nhiêu ngày, rồi cô Hoàn với độc thân một mình được bao nhiêu ngày,
rồi cô Phương quá phụ kia bao nhiêu ngày vân vân, thì mỗi người tự tự mình tự anh chị em trả lời trước mặt Chúa, tại vì cái số lượng nó cũng không quan trọng, quan trọng là chất lượng. Mà dẫu sao đi nữa, khi mình yêu nhau thực sự thì mình dành cả chất lượng lẫn số lượng cho nhau chứ. Chứ đừng có nhiều khi nhiều người ngụy biện bảo con chỉ cần chất lượng thôi cha. Bảo chất lượng cái gì? Thôi cha đừng đưa con 1 triệu, nó nhiều lắm, 1 triệu tiền Việt Nam nhiều lắm, con không thích đâu. Con cần cái chất lượng chứ không cần số lượng. Vậy thì chất lượng cái gì? Thì cha cho con cục kim cương được à? Bằng cái ngón chân cái được à? 1 cục kim cương bằng ngón chân cái, chất lượng hơn là 1 triệu tiền Việt Nam. Tiền thưa anh chị em, mình yêu mến Chúa cả thân xác, cả tâm hồn, thời giờ, tiền của, sức lực, tất cả dành cho Chúa trọn vẹn cả 25 ngày, mỗi ngày có khi 1 tiếng. Có những bạn bên Úc mà nó chật giờ, tại vì bên Úc đi trước Việt Nam là 4 tiếng. Có khi chúng tôi gửi bài trễ, anh chị bảo con phải thức chờ cha. Bên cha là có khi bên đây cái kỹ thuật nó trục trặc, có khi 8-9 giờ mới đưa bài lên được, thì bên kia đã là 12 giờ, có khi là 1-2 giờ sáng rồi, cách 4 tiếng mà. Rồi bên New Zealand lại còn cách 8 tiếng, là còn ghê gớm hơn nữa. Thưa anh chị em, họ vẫn thức, vẫn chờ, nghe xong rồi con mới ngủ được. Bây giờ con bị bệnh thì cha bảo bệnh gì? Bệnh nghiền. Thôi trời ơi, thời buổi này nghiện rượu cũng chết, nghiện xì ke ma túy càng chết sớm, mà nghiện tứ đổi tường, gái gú cũng không được, cờ bạc cũng không xong, thôi bỏ bớt đi, đừng có nghiện gì cả. Không, thứ con nghiện này nó vô giá cha. Trời ơi, nghiện gì mà vô giá, rồi lấy gì mà mua, mà sao mà đáp ứng được cơn nghiện. Bảo có, bảo ai đáp ứng được, bảo cha. I can do, tôi cũng cung cấp mấy cái đồ nghiện ngập đâu nha, rồi lại phải tù tội ra. Bảo không, ngày nào con nghiện lời Chúa, không nghe xong con không ngủ được. Có những người nghe rồi, nhờ đó mà con mới ngủ được, thì con không cần thuốc ngủ nữa. Không cần, cứ nghe lời Chúa, cứ nghe cha giảng rồi con ngủ lúc nào không biết. Có những người thì không nghe xong mà không ngủ được. Ý thức coi nghe bài, bảo thứ gia bài tốt hết cha, mọi cái đều tốt, 4 món ăn cái này cho dọn, không bị trục trặc kỹ thuật. Rồi, cha tiếp tục đi đánh cá, tụi con đi ngủ. Nghe nó sướng lắm, thưa anh chị em. Cảm thấy mình không có cơ độc, không có đơn độc trong cái hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót. Trên cái dòng sông cuộc đời này, mình đi đánh cá, không đơn độc một mình. Còn có những anh chị em khác, người thì giăng lưới, người thì giăng câu, người thì đốt đèn, người thì cầm đuốc vân vân, để cùng nhau đi tìm những con cá, đem về cho lòng thương xót Chúa. Nhiều bữa có một mình, 11, 12 giờ, có 1, 2 giờ sáng, tôi đưa bài lên mà anh kỹ thuật anh ấy bảo con nhận được rồi, mình thấy nó vui. Còn thật chẳng thấy ai nói gì, đưa 7-8 bài lên chẳng thấy ai trả lời, trả vốn gì cả. Tôi yên thấy mình cứ đánh cá một mình này sức đâu tới bao giờ, mà bỗng nhận được một cái tin nhắn là cha ơi tốt hết cha, cha ơi xong rồi cha, ngủ được rồi. Lúc đó mình mới thấy 2:30, gần 3 giờ sáng rồi mà vẫn thấy nó khỏe. Với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa cho một kỳ đại tinh tâm mùa vọng hết sức ý nghĩa trong lòng thương xót Chúa. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa, sách ngôn sứ Malachi chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 23 đến câu 24. Bài đọc 1. Bài trích sách ngôn sứ Malachi. Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này: Này ta sai sứ giả của ta đến dọn đường trước mặt ta. Và bỗng nhiên Chúa thượng mà các ngươi tìm kiếm đi vào thánh điện của người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến. Đức Chúa các đạo binh phán: Ai chịu nổi ngày người đến? Ai đứng được khi người xuất hiện? Quả thật, người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ thanh tẩy con cái Lê Vi và tinh luyện chúng như vàng như bạc. Bây giờ đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật theo lẽ công chính. Lễ vật của Giuđa và của Jerusalem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước. Này ta sai ngôn sứ Elia đến với các ngươi trước khi ngày của Đức Chúa đến,
ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi ta đến, ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt. Đó là lời Chúa. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Lạy Chúa, đường néo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bao ban dạy dỗ. Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con, Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Ngài. Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tin đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa sự thân tình với những ai kinh sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người. Hallelujah, hallelujah. Lạy Đức Kitô là vua muôn nước, là đa tăng góc tường của tòa nhà giáo hội, xin ngự đến và cứu chuộc con người. Chúa đã lấy đất mà dựng nên. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 1 câu 57 đến câu 66. Luca 1 57 đến 66. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chung vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên là cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc lấy, miệng lưỡi ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi. Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày cuối cùng trong tứ tuần thịnh tâm, ngày thứ 25. Chúng ta đi ra ngoài đường, nhất là vào trong các nhà thờ, thì đã thấy có cây thông, đã có hàng bè lèm. Tối hôm qua, chúng tôi đến thăm mấy anh em trong một xóm lao động ở giáo điểm làm hang đá. Mấy em nói chả đến sớm hai nửa bữa nữa thì đẹp lắm. Bảo sao vậy? Hai bữa trước chúng con làm to đẹp lắm. Rồi sao giờ sao rồi? Vừa rồi có cơn mưa, mưa lớn quá, vừa mưa vừa gió, cho nên là hang đá nó sập hết. Tôi nói nó gọi là hang đá mà sao lại sập được? Bảo hang đá gì cha? Tôi còn lấy cái tre rồi lấy bao xi măng với lại bao 50 rồi con cột lại xịt sơn thành đá chứ làm gì có đá. Rồi vì làm to quá, nước nó đọng, gió nó lớn cho nên nó sập cuốn lại hết rồi cha. Vì hôm nay cha xuống là toàn còn lại cái phông thôi, chứ còn là cái hang đá nó bị mưa tàn. Còn những cây thông thì tôi bảo sao, cây thông thì nó bằng sắt với lại bằng ni lông với bằng kẽm thì nó vẫn còn. Thì đến đâu cũng thấy có hai cái biểu tượng, đó là cây thông và hang đá. Thì sáng ngày 30 tháng 11 năm 2020, cây thông Giáng sinh cao 28 mét đã được dựng lên ở giữa quảng trường Thánh Phê-rô, cạnh cây tháp bút và hang đá máng cỏ khổng lồ được kiến thiết tại đây. Cây thông đỏ 75 tuổi, đường kính 70 cm, nặng 7 tấn,
được lấy từ rừng Kovice thuộc Cộng hòa Slovenia và được đưa tới quảng trường Thánh Phêrô sáng sớm ngày 30 tháng 11 năm 2020 sau 3 ngày đàn. Lễ thắp sáng cây thông và khánh thành diễn ra lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày thứ Sáu 11 tháng 12. Trước sự hiện diện của Đức Hồng Y, Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, giáo quyền và chính quyền liên hệ tại Slovenia. Năm nay, hang đá đến từ Castelli, một làng có 1.000 dân cư trên sườn núi Gran Sasso thuộc tỉnh Teramo, cách Roma khoảng 300 cây số. Các đồ gốm là đặc sản của làng Castelli từ thế kỷ thứ 16. Tuy nhiên, chỉ có một số trong 54 pho tượng bằng đồ gốm sẽ được trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô. Dĩ nhiên, trong các pho tượng ấy có Thánh Gia Thất, ba vua, một thiên thần có cánh dang rộng, một người đang chơi kèn túi, một người khác thổi sáo, một cô gái chăn cừu với bình ký nước, một bé gái với con búp bê. Hang đá và cây thông Giáng sinh được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô cho đến ngày 10 tháng Giêng năm 2021 nhằm lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Và sáng ngày 11 tháng 12 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và cảm ơn hai phái đoàn chính quyền, giáo quyền và các tín hữu đến tặng cây thông Giáng sinh và hang đá máng cỏ được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các ân nhân vì nghĩa cử này và nhận định rằng cây thông và hang đá giúp kiến tạo bầu không khí Giáng sinh, thuận lợi để sống trong niềm tin mầu nhiệm Chúa Cứu Thế giáng trần. Trong hang đá, tất cả đều nói lên cảnh nghèo tốt lành, cảnh nghèo theo tinh thần tin mừng, làm cho chúng ta hạnh phúc. Cảnh nghèo tốt lành, cảnh nghèo theo tinh thần tin mừng, làm cho chúng ta hạnh phúc. Khi chiêm ngắm Thánh Gia và các nhân vật khác, chúng ta bị thu hút vì sự khiêm tốn của các vị. Những người chăn đoàn vật cũng giữ vai chính trong hang đá như trong tin mừng. Nhớ, những người chăn đoàn vật cũng giữ vai chính trong hang đá như trong tin mừng. Họ sống ngoài trời, canh thức và lời loan báo của các thiên thần là dành cho họ. Họ lên đường ngay để tìm kiếm Chúa Cứu Thế Giáng sinh. Và Đức Thánh Cha cũng nói rằng, lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giêsu là an bình, là niềm vui, là sức mạnh và là ơn an ủi cho chúng ta. Lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giêsu là an bình, là niềm vui, là sức mạnh và là ơn an ủi cho chúng ta. Nhưng để đón nhận được các món quà ân phúc đó là an bình, niềm vui, sức mạnh và an ủi, chúng ta cần cảm thấy mình bé nhỏ, nghèo hèn, khiêm hạ như các nhân vật trong hang đá. Cả dịp Giáng sinh này, giữa những đau khổ vì đại dịch, Chúa Giêsu bé nhỏ và yếu ớt là dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho trần thế. Dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho trần thế là một hài nhi Giêsu bé nhỏ và yếu ớt. Mà nếu mỗi một người chúng ta ngày cuối cùng tĩnh tâm này mà nhận ra rằng lạy Chúa, con cũng bé nhỏ, yếu ớt giữa cơn đại dịch này, con cũng nghèo khó vì khủng hoảng kinh tế, vì thất nghiệp, vì phá sản, vì cuộc sống bị xáo trộn hết, tất cả những cái gì chúng con tính toán mất hết sạch, thì nhớ rằng mình bé nhỏ, nghèo hèn, khiêm hạ, vậy thì mới nhận được món quà mà Chúa Giêsu ban tặng là an bình, niềm vui, sức mạnh và ơn an ủi. Lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 11 tháng 12 năm 2020, Đức Hồng Y, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, chủ sự lễ khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong các pho tượng có Thánh Gia Thất, ba vua, và cây thông được
trang trí bằng hàng ngàn bóng điện quả châu. Cùng với cây thông lớn, dân làng Kosevi cũng tặng hàng chục cây thông nhỏ để trưng bày tại nội thành Vatican. Và khi đề cập đến cây thông đã được dựng lên tại quảng trường và hang đá với những pho tượng khổng lồ đó, khung cảnh Chúa Giáng sinh, thì Đức Thánh Cha nói với các tín hữu và nói với chúng ta ngày hôm nay rằng trong những ngày này, hai dấu hiệu Giáng sinh là cây thông và hang đá được chuẩn bị trong nhiều gia đình. Nhà anh Thắng với chị Hạnh, rồi chị Hiền, rồi chị gì đây, chị Diệp, rồi chị Phương làm hang đá chưa? Thì ra chú con đàn bà chân yếu tay mềm nó biết đường đâu mà làm. Có phải là bằng đá thật đâu mà cần phải chân tay cứng cáp như là ông Thắng hay là ông Vóc hay là ông Vũ hay là ông Hiếu. Có khi các bà các chị làm còn đẹp hơn vì đó là đồ trang trí mà. Thế thì nhiều gia đình, hồi đó tôi ở giáo điểm Tin Mừng 3 năm, 3 mùa Giáng sinh, thì mỗi mùa chúng tôi đều tặng cho tất cả bà con chung quanh khu vực, tại họ nghèo quá mà người Công giáo thì ít, cho nên là mấy chục gia đình cứ đến lễ sinh là tặng cho mỗi người một cái đèn, rồi một cái dây điện chớp chớp, rồi có một năm thì tặng cho nguyên một cái đèn bằng mà gì đó LED điện tử chớp 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 chớp, rồi có năm thì tặng cho cây thông, vân vân. Khuyến khích mọi người làm hang đá, làm cây thông để nhắc nhở, như là Đức Thánh Cha nói là nhắc nhở mọi người trong cái sự thích thú của cả người lớn lẫn trẻ em là dấu hiệu của hy vọng, đặc biệt trong thời điểm khó khăn này. Có nhiều người thấy khó khăn, chán nản, thôi năm nay còn chán lắm, chẳng Noel, nó yết gì, chẳng Tết nhất gì. Kìa, tại sao vậy? Khó khăn là khó khăn chung của cả thế giới mà, không phải của mình đâu. Mà cứ lúc nào cũng xoay vào với mình, thưa cha con khó khăn lắm. Nhớ rằng không phải mình chị khó khăn, không phải mình ông khó khăn, mà cả thế giới này chứ không phải chỉ Việt Nam không. Vì đại dịch mà, mình thiệt hại một, có những công ty họ thiệt hại cả ngàn tỷ. Ví dụ như là Việt Nam Airlines, họ thiệt hại cả ngàn tỷ sao? Và bao nhiêu công ty khác, họ bị thiệt hại cả bao nhiêu tỷ đô la thì sao? Cho nên là mình đừng có vì cái chuyện của mình mà mình chán nản, không làm gì hết. Đừng, khó nó lo ra cái khôn. Có những hang đá mà làm theo kiểu trong cơn đại dịch ấy, có nơi làm Đức Mẹ Thánh Giuse đeo khẩu trang. Tôi thấy hay là lấy khẩu trang nó kết thành cái cây thông bằng những cái khẩu trang, lúc sáng kiến. Hay những ngôi nhà bị cô lập hết, đóng chặt, lò cái cửa sổ, lòi ra hang đá bên cửa sổ vì dưới là bị rào, đóng dấu, bị khu vực cách ly. Tôi thấy sao mình không nghĩ ra những kiểu làm hang đá như vậy nhỉ? Làm hang đá xong rồi đánh dấu, chéo khu vực cách ly, trong đó có Thánh Giuse nằm giữa bịt khẩu trang, Đức Mẹ và Thánh Giuse bịt khẩu trang, Thiên Thần thổi kèn. Thiên Thần hơi căng rồi nha. Bịt khẩu trang rồi sao thổi kèn được? Rồi có mục đồng cũng bịt khẩu trang, có nơi cho cả bò lừa bịt khẩu trang hết. Thấy một cái khung cảnh nó cũng, tại sao mà không làm cái kiểu đó sáng tạo? Được không? Được chứ phải không? Thì Đức Thánh Cha nói là dấu hiệu của hy vọng, đặc biệt trong thời điểm khó khăn này. Và Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta hãy cố gắng để không chỉ dừng lại ở dấu chỉ, nhưng đi đến ý nghĩa. Nghĩa là đến với Chúa Giêsu, đến với tình yêu của Thiên Chúa mà Người đã mặc khải cho chúng ta, đi đến với sự tốt lành vô biên mà Người đã chiếu sáng trên thế giới. Không có đại dịch, không có cuộc khủng hoảng nào có thể dập tắt ánh sáng này. Không có đại dịch nào, không có cuộc khủng nào có thể dập tắt ánh sáng mà Chúa đến chiếu sáng trên thế giới này. Chúng ta hãy để nó đi vào trái tim của chúng ta. Chúng ta hãy đưa tay ra với những người cần nó nhất,
để Thiên Chúa sẽ được giáng sinh lần nữa trong chúng ta và giữa chúng ta. Hãy để cho Chúa giáng sinh lần nữa trong tâm hồn mỗi người, trong gia đình mỗi người. Khi chúng ta đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng bằng 25 ngày đại tĩnh tâm mùa vọng 2020 trong cơn đại dịch với chủ đề mùa vọng và lòng thương xót. Tuyệt vời không? Đúng là mình làm theo như Đức Thánh Cha nói, là để Chúa Giáng sinh lần nữa trong gia đình mình, trong tâm hồn mình, với một sự tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa, như trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa mới nghe. Đức Chúa phán thế này: ta sai sứ giả ta đi dọn đường trước mặt Chúa. Chúa thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào thánh điện của người. Đức Chúa các đạo binh phán: ai chịu nổi ngày người đến? Ai đứng được khi người xuất hiện? Quả thật người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng như bạc. Bây giờ đối với Đức Chúa, chúng sẽ là kẻ đến dâng lễ vật theo lẽ công chính. Lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa. Này, ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi ta đến, ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt. Cho nên, giờ của lòng thương xót, Chúa đang cho chúng ta giờ của lòng thương xót, mình quay về với Chúa để Chúa giáng sinh lần nữa trong gia đình mình, trong tâm hồn mình. Còn hơn là để mà ta không có đón Chúa đến, ngày của Chúa đến, ai chịu nổi, ai đứng được khi giờ công thẳng đến? Không ai chịu nổi đâu. Đây là giờ của lòng thương xót, hãy đón nhận đi. Để giờ mà Chúa đến trong sự công thẳng, ai chịu nổi, ai đứng vững được, đó sẽ là ngày trọng đại và kinh hoàng. Giờ đây, mỗi người chúng ta hãy là người như là Ê-li-a đi trước, để đưa tâm hồn cha ông về với con cháu trở lại với cha ông, đưa những người chưa biết đến lòng Chúa thương xót, đến với lòng Chúa thương xót đi. Và khi mình làm được điều đó, thưa anh chị em, thì như trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca, mọi người biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà Elizabeth là một người hiếm muộn, lớn tuổi, coi như là bị trúc giữ, mà Chúa cất nỗi khổ nhục đó cho ông bà lớn tuổi mà sinh được con. Đến ngày bà sinh con thì mọi người đến mà chúc tụng ngợi khen, vì Chúa rộng lòng thương xót với bà, láng giềng thân thích đều đến chung vui với bà. Ngày hôm nay chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa tỏ hiện trên nhiều người lắm. Những người đau ốm bệnh tật thân xác được chữa lành, những người khô khan nguồn lạnh được ơn trở lại, những người hiếm muộn có được những đứa con, những gia đình rạn nứt đổ vỡ được hàn gắn với nhau, những người mà giận hờn nhau làm hòa được với nhau. Thì mọi người thấy được rằng Chúa đang tỏ rộng lòng thương xót trên mỗi người, trên gia đình, trên cộng đoàn của chúng ta. Và khi chúng ta thấy cái câu chuyện nó xảy ra, là ngay cả chuyện đặt tên cho đứa bé cũng nằm trong chương trình của Chúa. Trước đó Chúa đã báo là phải đặt tên cho nó là Gioan, mà cái ông bố là Zacharia nó nghi ngờ, không tin, cho nên Chúa phạt là câm, không nói được. Bây giờ khi hỏi đặt tên, thường là lấy tên của cha mà đặt. Không, đó là chuyện bình thường. Nhưng đường lối của Chúa dành cho cái thằng bé này được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt là hiếm muộn, bố mẹ hiếm muộn như thế, bây giờ thì đặt tên cũng đặt tên đặc biệt, là tên mà Chúa đặt cho ông già đó, lấy bảng và viết tên là Gioan. Mọi người ngạc nhiên, làm gì có chuyện đó xảy ra. Chúa làm những điều mà chúng ta không có thể ngờ được.
chúng ta không có thể đoán trước đường lối của Chúa được. Và mọi chi tiết trong cuộc đời của chúng ta, như chi tiết trong cuộc đời của Gioan, đều được Chúa sắp đặt tính toán trong quyền năng và lòng thương xót của Chúa rồi. Một sợi tóc trên đầu các con cũng được đếm cả rồi. Tên của thằng bé cũng được đặt là Gioan. Và ông ấy mở miệng ra, ông ấy chúc tụng ngợi khen Chúa. Mọi người đều kinh sợ. Và ai cũng thắc mắc rồi, đứa trẻ này sẽ như thế nào, vì quả thật có bàn tay Chúa ở với em. Như Faustina, các bề trên và các chị em nói rằng Faustina sẽ như thế nào, vì quả thật có bàn tay của Chúa nhúng vào trong cuộc đời của Faustina. Khi 15 năm đi roi giảng, lòng Chúa thương xót mọi người, và chính bản thân tôi cũng thấy quả thật có bàn tay của Chúa nhúng vào trong chuyện này. Có đường lối của Chúa. Chúa nói với Faustina rằng trong từng chi tiết một, công cuộc lòng thương xót của ta phải đi đến đích như ta đã sắp đặt dự định, bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn. Cho nên tôi thấy chính cuộc đời của tôi có bàn tay của Chúa. Vì những cái mà tôi tính không như bây giờ, tôi tính tôi đi du học, tôi tính tôi làm giáo sư, tôi tính tôi làm nhà tư vấn, tôi tính tôi làm thế này thế kia, nhưng Chúa vứt hết tất cả cái mình tính, không cần những cái gì mình đầu tư, Chúa ném vào, bắt cóc bỏ dĩa lòng thương xót. Và cho tới nay là hơn 10 năm làm cái việc đó, thì tôi thấy quả thật có bàn tay Chúa. Và mọi người mà quen biết cũng nói với tôi rằng quả thật có bàn tay Chúa. Vì nếu không có bàn tay Chúa thì cha chết chắc. Không có bàn tay Chúa thì cha không có thể chịu nổi những khó khăn, những thử thách, những áp lực như vậy, thì chỉ có điên, trầm cảm, bỏ cuộc, nổi loạn, như là Đức Giáo Hoàng trong tông thư người Trái Tim Người Cha, trong năm đặc biệt về Thánh Giuse, chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em. Hoặc là áp lực quá, nổi điên, nổi loạn và bất mãn. Nhưng mà bàn tay Chúa gìn giữ tôi, vì tính của tôi không có chịu những cái gì bất công, những cái gì mà không có công bằng, những cái gì mà vô lý là tôi phải đấu tranh cho bằng được. Phải công bằng, phải hợp lý. Muốn tôi vâng lời, muốn tôi vâng phục thì phải có lý lẽ đàng hoàng, chứ không có chuyện mà dùng quyền hay là áp đặt. Tính mình là như vậy, từ xưa đến giờ học, đi học vậy, thầy giáo cắt nghĩa mà tôi không hiểu, tôi phải hỏi cho bằng được, phải cho ra lẽ, làm bài mà không giải được, tôi thức đêm thức hôm giải cho bằng được. Cái gì mà chưa làm thì làm, đừng có chưa làm đã bảo khó, chưa làm đã bảo không được. Tôi bảo làm đi mới biết là không được, chưa làm sao biết không được. Nhưng mà chú ấn, chú nắm, chú sửa, chú đổi hết tất cả. Không như mình mong, không như mình đợi, mà hơn cả những gì mình mong, mình đợi, vì có bàn tay của Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa. Lòng thương xót của Chúa bao la dành cho chúng con, những con người yếu đuối, tội lỗi, trong cái hoàn cảnh khó khăn, khủng hoảng. Chúa lại dành cho chúng con tròn 25 ngày tĩnh tâm mùa vọng. Tứ tuần tĩnh tâm được kết thúc. Ơn phúc Chúa đổ xuống trên chúng con rất nhiều. Nhiều tâm hồn đã được ơn hoán cải. Nhiều tấm lòng tan vỡ đã được hàn gắn lại. Nhiều người thất vọng, ngã lòng đã tìm lại được bình an, niềm vui, niềm hy vọng. Nhiều gia đình đã hòa giải. Và nhất là nhiều tâm hồn đã quay về với lòng thương xót Chúa. Nhiều bệnh tật đã được chữa lành. Những người nhiễm virus corona đã được chữa khỏi. Và nhất là chúng con cảm nhận được có bàn tay Chúa trong cuộc đời chúng con. Bàn tay của lòng thương xót Chúa. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.